Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay vườn của Tâm có nở một chậu gia như. Cánh của nó là màu hồng cánh sen. Cánh nó là màu cánh sen. Cánh sáp. Cái lưỡi của nó là bẹt, giống cái bẹt. Hai cánh vai rất là đều. Cánh thì bay. Nhưng mà nó lại hai cánh đài phía sau là bay, nó bay thẳng luôn, bay cong luôn. Đây là cái lưỡi của nó nè. Lưỡi ống nè. Lưỡi ống đó các bạn. Lưỡi ống. Lưỡi ống nó hơi cuốn. Màu tím. Màu quý nó cũng màu tím. Cái hoa của nó đẹp nhưng mà nó rất là dễ ra hoa nha cả nhà. Nó rất là dễ ra hoa. Cái cây này nó không được sung mấy đó. Nếu nó sung là cái một mắt nó tới từ 4 bông đến 5 bông. Nhưng mà cái mặt hoa này là mình so với lại mặt hoa giả hạt màu tím thì cái này đẹp hơn nhiều. Cánh nó rất là bay. Màu sắc cái bông này thì rất là tươi. Cánh bầu. Mũi nó là viền cánh đậm, cánh rất là bay. Cái bông nó rất là to nha. Bông nó to bự. Đẹp lắm các bạn. Rất là đẹp. Đẹp lắm ạ. Tức là đã trồng lâu rồi mà nó chưa có hoa. Hôm nay nó mới có hoa, nhìn thấy rất là đẹp. Mà cái này lưỡi nó giống là lưỡi bẹt á. Như các bạn thấy ở đây là khuôn bông nó rất là cân đối. Năm cánh của nó rất là đều nha cả nhà. Hai cánh vai rất là cân đối. Hai cánh đài, ba cánh đài, một hai cánh đài dưới, một cánh đài trên. Lưỡi ống. Thôi Tâm chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ.